Bác sĩ 101 tuổi chia sẻ về 3 bữa ăn trong ngày. Bác sĩ Tucker chủ yếu ăn trái cây vào buổi sáng, bỏ qua bữa trưa và thích thưởng thức cá vào buổi tối. Ở tuổi 101, nhà thần kinh học Tucker vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Ông từng chia sẻ nghỉ hưu là kẻ thù của tuổi thọ, vì bác sĩ người Mỹ thực sự yêu công việc của mình. Ngoài ra, ông còn duy trì các sở thích tập thể dục thường xuyên và giao lưu với những người bạn có lối sống tích cực giúp ông trẻ lâu hơn. Các bữa ăn hàng ngày của bác sĩ Tucker khá đơn giản, không có siêu thực phẩm đặc biệt nào. Đầu tiên là bữa sáng. Bữa sáng của bác sĩ Tucker luôn có trái cây theo mùa. Ông chia sẻ, chúng tôi ăn cam quýt vào mùa đông và dưa hấu vào mùa hè. Đôi khi chúng tôi ăn thêm ngũ cốc, nhưng trái cây vẫn là thành phần chính trong bữa sáng. Mặc dù cà phê liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, nhưng vợ chồng bác sĩ Tucker là thích uống trà hơn. Một số người nói rằng trà tốt hơn vì giúp làm sạch các động mạch, trong khi những người khác nói rằng cà phê có lợi. Tôi chỉ không thích vị cà phê, vì vậy chúng tôi uống trà. Kế đến là bữa trưa. Bác sĩ Tucker cho biết ông thường bỏ qua bữa trưa. Nhưng đó không phải là điều mà ông khuyến nghị tất cả mọi người, vì bạn nên lắng nghe tín hiệu đói tự nhiên của cơ thể mình. Nếu thấy ể oải hoặc là buồn ngủ, bạn chắc chắn nên dành thời gian để ăn. Bạn là chuyên gia về cơ thể của chính mình. Bác sĩ Tucker cảm thấy mình có đủ năng lượng trong ngày mà không cần bữa trưa, nhưng điều đó không đúng với tất cả. Và cuối cùng là bữa tối. Vào bữa tối, bác sĩ Tucker ăn cá và nhiều rau. Thỉnh thoảng ông ăn thịt, nhưng hải sản vẫn là loại thực phẩm được thưởng thức thường xuyên nhất. Chú trọng đến cá và ăn tối với những người thân yêu, có vẻ như bác sĩ Tucker áp dụng chế độ ăn uống kiểu địa trung hải. Lối sống này có liên quan đến việc tăng tuổi thọ. Vào thứ sáu, ông tự thưởng cho mình một ly cocktail. Sau khi từ bệnh viện về nhà, ông ngồi xuống và nhâm nhi món đồ uống. Đó không phải là niềm đam mê, nhưng thói quen cuối tuần đó khiến ông hạnh phúc, và niềm vui là một phần không thể thiếu để kéo dài tuổi thọ. Và cuối cùng là món tráng miệng của bác sĩ Tucker. Hiếm khi chúng tôi dùng bánh ngọt hoặc làm bánh nướng để tráng miệng, đôi khi chúng tôi ăn một miếng trái cây hoặc là không ăn gì cả. Buổi tối thường là thời điểm ăn cuối cùng trong ngày, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ăn thêm một chút kem. Nhà thần kinh học Tucker, sống ở bang Ohio, Mỹ, ông từng làm việc tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Đại học Geneva trong hơn 70 năm. Ông được kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là bác sĩ cao tuổi nhất. Ông còn nhận bằng luật và vượt qua kỳ thi luật sư bang Ohio. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.